Thì mình bắt đầu cái buổi học tiếp theo hôm nay là cái phần thánh giá thành. Dạ vâng. Thì thông tư 133 thì mình chỉ chọn hai bước về xác định kỳ tính giá thành. Còn thông tư 200 thì nó sẽ có thêm cái phần chuyển chi phí sau khi mà tính giá thành xong. Doanh nghiệp của mình tính giá thành, mình tính hết phân bổ trong cái kỳ này hết 100%. Và tiêu thức phân bổ là mình sẽ phân bổ theo vật liệu trực tiếp. Có nghĩa là tất cả các cái chi phí sử dụng chung như là chi phí nhân công trực tiếp nè, dụng cụ sản xuất, khấu hao, dịch vụ mua ngoài, thì các cái chi phí này là chi phí chung của tất cả các cái sản phẩm. Ví dụ như là khi mình xuất ra nguyên vật liệu ra sản xuất thì mình đã tập hợp chi phí sản xuất cho sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C rồi, nhưng các cái chi phí nhân công trực tiếp, dụng cụ, khấu hao, vụ mua ngoài thì chưa có được tập hợp vào một đối tượng cụ thể. Cho nên là các cái chi phí này nó sẽ phân bổ chung cho các cái sản phẩm A, B, C. Và các cái sản phẩm đó sẽ được phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Cái nào lớn hơn thì nó sẽ phân bổ các cái chi phí chung này nhiều hơn theo cái tiêu thức là nguyên vật liệu trực tiếp. Chọn tiêu thức phân bổ xong thì chị hãy bấm thực hiện cái phần việc Vâng. phân bổ. Phân bổ nè, chi phí nhân công trực tiếp nè, dụng cụ sản xuất nè, khấu hao nè, mua ngoài là chi phí điện, chi phí rồi đó. Mình đối chiếu cái cột nằm ngang để mình nhìn theo. Thì đây là các cái sản phẩm mà sẽ đi phân bổ chung. Đây, Vâng. cửa đi mở ngoài một cánh, cửa đi mở ngoài hai cánh, phân bổ. Rồi mình chọn tiêu thức phân bổ thì ở đây hệ thống nó sẽ tự chạy rồi. Hoặc là mình có thể kiểm tra tiêu thức phân bổ bằng cách xuất khẩu cái chi phí phân bổ ra. Thì đây là tổng chi phí nè, nhân công trực tiếp trong quý nè, chi phí dụng cụ, chi phí khấu hao, chi phí mua ngoài nè. Mình tính xem là cửa sổ đi mở ngoài một cánh chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng chi phí, thì mình cũng sẽ thực hiện số tiền ở cột nguyên vật liệu trực tiếp của cửa đi một ngoài một cánh chia lại cho tổng nguyên vật liệu trong kỳ cố định là S4 và nhân cho 100%. Sau đó mình thực hiện kéo xuống là chúng ta đã có được cái kết quả rằng cửa đi mở ngoài một cánh sẽ chiếm 9,5% trên tổng chi phí. Khi mà ra số phần trăm rồi thì các cái phần trăm này nó sẽ được nhân cho từng cái chi phí nhân công trực tiếp này. Ví dụ như là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của sản phẩm cửa đi mở ngoài một cánh là 9,5% thì 196 triệu này thì nó sẽ chỉ nhân với lại 9,5% thôi. Đây có cái chi phí nhân công trực tiếp này qua, đây là số tiền nhá. Thì lúc này cái chi phí nhân công trực tiếp này nó cũng sẽ lấy là 196 triệu này nhân cho cái tỷ lệ phần trăm mà mình đã tính phía trên của cái sản phẩm A, có nghĩa là phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp. Ví dụ như là cửa sổ đi mở ngoài một cánh nó được bao nhiêu phần trăm nguyên vật liệu trực tiếp thì nó sẽ nhân với lại chi phí nhân công trực tiếp bấy nhiêu, và nó cũng sẽ nhân với lại công cụ dụng cụ sản xuất trực tiếp bấy nhiêu. Ví dụ đây là cửa đi mở ngoài một cánh, ở đây mình cố định là S4 luôn. Để mình kéo dữ liệu xuống thì mình sẽ tính được. Đây hả chị, Dạ vâng. thêm xíu phần trăm ở phía sau nữa nha. Dạ vâng. Thì đây là thành phẩm mà cửa đi mở ngoài một cánh DT 900 nhân 2007 thì nó sẽ nhân với tỷ lệ là 9,5% là theo nguyên vật liệu trực tiếp á, thì nó sẽ nhân 9,5% cho tất cả các cái chi phí dụng cụ sản xuất nhân công trực tiếp, khấu hao hay dịch vụ ngoài, thì nó chỉ lấy là 9,5% này để nó nhân, để nó lấy chi phí và nó tính giá thành cho cái thằng cửa đi mở ngoài một cánh này, tương tự như là thành phẩm cửa đi mở ngoài hai cánh. Đi thành phẩm cửa đi mở ngoài hai cánh khi mà mình tính ra nguyên vật liệu trực tiếp thì nó chiếm 36,6%. Mình sẽ lấy chi phí nhân công trực tiếp ở đây, mình nhân với lại 36,6% trên đây, cố định nó là F4% luôn. Rồi thực hiện cái số thì mình sẽ ra được là chi phí nhân công trực tiếp của cửa đi mở ngoài một cánh là 71 triệu nè. Thì mình ở đây mình nhìn thấy là chi phí cửa đi mở ngoài một cánh là nó chiếm cái tỷ lệ 36,6% nó cao, cho nên là nó sẽ chi phí nhân công trực tiếp dụng cụ sản xuất nó cũng sẽ chiếm cao hơn cái phần
cửa đi mở ngoài một cánh thì cửa đi hai cánh nó sẽ chiếm chi phí nhiều hơn. Thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm được là các cái loại thành phẩm khác. Thì đó là cái cách mà tính theo phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp nha. Bất kỳ phân bổ theo một cái tiêu thức nào mình cũng phải tính tỷ lệ ra. Còn khi mà mình thao tác trên phần mềm thì mình bấm tiến hành phân bổ thôi, thì lúc này hệ thống nó sẽ tự dạy phân bổ cho mình. Khi phân bổ xong thì mình thực hiện bấm tiếp theo. Dạ vâng. Sau khi bấm tiếp theo rồi thì qua cái bước tính là chi phí dở dang, đây chị nhìn trên đây nè, trên tiêu đề trên đây nè, xác định dở dang này thì mình xem thử trong kỳ của mình đó là mình dở dang sản phẩm nào, có bao nhiêu sản phẩm dở dang mình chưa nhập kho hết, thì mình thực hiện là đi tính dở dang cho cái sản phẩm đó. Thì cái lệnh sản xuất ngày 13 tháng 3 có cái cửa đi mở ngoài hai cánh DT 1.2 nhân 2.7 là yêu cầu xuất 9 sản phẩm, nhưng chúng ta chỉ nhập kho có 6 sản phẩm thôi, có nghĩa là còn 3 sản phẩm còn dở dang, cho nên mình sẽ thực hiện điền vào đây số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 3 và phần trăm hoàn thành dở dang đó là 100%. Thì lúc này là hệ thống nó sẽ tự tính ra số tiền mà dở dang của 3 sản phẩm này là bao nhiêu, và sau đó chúng ta chỉ cần thao tác tính chi phí Dạ vâng. dở dang. Rồi sau khi mà chị chọn tính dở dang rồi thì ở đây nó sẽ hiện ra cái sản phẩm thành phẩm mà cửa đi mở ngoài hai cánh của chị nè, sẽ được tính dở dang nè, là cái đối tượng tập hợp chi phí này. Thì dở dang của nó là làm gồm có nguyên vật liệu trực tiếp nè, nguyên vật liệu gián tiếp nè, sao kéo nó qua bên này không được, thì tất cả dở dang nó đều dở dang nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, rồi chi phí khấu hao vân vân. Sau khi tính dở dang xong thì mình thực hiện bước tiếp theo là tính giá thành. Rồi sau khi ra kết quả tính giá thành rồi thì mình kiểm tra, mình kéo sang để mình sơ qua rằng các cái sản phẩm mình đã đi tính giá thành đây. Thì trên bảng tính giá thành cũng sẽ hiện được các cái chi phí của từng cái thành phẩm, à không, thành phẩm đây của mình đây có các cái chi phí là nguyên vật liệu bao nhiêu, nhân công trực tiếp bao nhiêu, khấu hao bao nhiêu, và đây là bên đây là cột số lượng thành phẩm của mình sản xuất được tương ứng với lại các cái chi phí của cái thành phẩm đó. Và bên đây là giá thành đơn vị, có nghĩa là giá thành trên một sản phẩm của mình. Còn đây là cái tổng chi phí, ví dụ như 9 sản phẩm này thì sẽ có tổng chi phí là 71 triệu này. Tương đương là nó sẽ có giá thành đơn vị cho một sản phẩm đó là 7 triệu 911 ngàn trên một sản phẩm. Bước tiếp theo, chọn vào cập nhật giá nhập kho. Chị thao tác đi chị, Dạ vâng. để cho thao tác đi cho nó quen. Cập nhật giá nhập kho xong rồi cập nhật giá xuất kho, có nghĩa là lúc này khi mình tính giá thành ra xong thì mình cập nhật giá nhập kho là để nó chạy vào trong kho của cái thành phẩm á, nó ra giá nhập kho của thành phẩm Dạ luôn, vâng. là trong kho thành phẩm nó cập nhật luôn. Và cập nhật giá xuất kho là để nó chạy vào các cái phần mà mình xuất bán hàng ra á, thì nó cũng chạy luôn ra giá vốn cho mình luôn. Được, cập nhật giá xuất kho thành công. Sau khi tính giá xuất kho và cập nhật giá nhập kho với xuất kho thành công thì mình thực hiện cấp dữ liệu lại. Dữ liệu thành công. Rồi chị thực hiện lấy lại dữ liệu Dạ trên vâng. này thì nó sẽ hiện ra là các cái chi phí của chị khi mà chị đã tính giá thành đơn kỳ. Đây mình sẽ làm thấy được dở dang đầu kỳ của mình, thì dở dang này nó chạy với lại trên sổ sách dở dang đầu kỳ là dở dang của mình đang còn đây.